Chào cả nhà, hôm nay Mai chia sẻ cho cả nhà một cái phương pháp mà Mai áp dụng rất là lâu rồi, nhiều năm rồi. Bây giờ rộ lên một cái phong trào, nhưng mà thực sự là bản thân Mai là cái người áp dụng, chứ không phải là ngày hôm nay mình thấy phong trào mình mới làm thử một tuần, hai tuần rồi mình chia sẻ cho cả nhà. Mà Mai áp dụng tới bây giờ là phải nói là mấy chục năm rồi đó. Và chính vì vậy thì Mai cũng là một người học rất là nhiều, mình từng đọc sách luôn á. Hồi nhỏ thì học ba lê, thì coi như cái cường độ vừa học phổ thông như bình thường, như học sinh bình thường, vừa học ba lê, một ngày tập 6 tiếng. Thì mọi người tưởng tượng là vừa học phổ thông vừa học 6 tiếng thì hầu như mình không còn có một chút thời gian nào hết. Và lúc 5 giờ đến 5 rưỡi, nửa tiếng đồng hồ thì Mai có nửa tiếng đồng hồ Mai ăn. Bởi vì sau đó Mai lại học 5 rưỡi, Mai học đến 8, 9 giờ tối thì trễ quá. Và Mai biết được là ăn trễ thì không tốt, cho nên Mai phải chọn, không còn cách nào khác. Mình chỉ chọn cái giờ là từ 5 giờ đến 5 rưỡi mình ăn. Và sau đó mình không ăn gì nữa, đến tối đi về. Rồi thậm chí là có những buổi tối cuối tuần thì mình đi diễn thì cũng không có ăn uống được. Do đó là Mai lựa chọn cái phương pháp đó để mình vẫn có năng lượng cho bản thân mình, và mình vẫn đảm bảo được cái công việc, học hành cũng như là cái mục tiêu trong cuộc sống. Thì vô hình chung Mai đã ăn trưa sáng bình thường và tối 5 giờ và không ăn gì cả cho đến ngày hôm sau. Thì thực sự ra lúc đó, đó là 5 giờ tối hôm nay, 5 giờ chiều hôm nay, 5 giờ sáng ngày hôm sau là 12 tiếng rồi, đúng không cả nhà? Mà khoảng độ 8 giờ hay 9 giờ thì Mai mới có, mặc dù mình dậy sớm, mình đi làm, nhưng mà cũng có lúc mình sẽ ăn trễ hơn một chút. Thì vô hình chung Mai chưa được 16 tiếng, gọi là fasting là 16 tiếng không ăn và 8 tiếng ăn, thì Mai chưa đạt được hoàn toàn, nhưng mà ít nhất là mình cũng đã là 15 tiếng hoặc là 14 tiếng không ăn, và sau đó là thời gian còn lại là ăn. Đó nghĩa là vì cái hoàn cảnh của mình mà cuối cùng mình bắt buộc phải áp dụng một phương pháp là fasting. Mọi người sẽ dịch là nhịn ăn gián đoạn. Có nghĩa là tùy, có nhiều trường phái nha. Trường phái 16-8 có nghĩa là nhịn ăn trong vòng 16 tiếng và ăn trong vòng 8 tiếng. Như cái phương pháp của Mai thì hiện giờ bây giờ là Mai đang tiến dần tới 16 tiếng, có khi 15 tiếng, có khi 14, có khi 17 tiếng. Nói chung là đương nhiên là mình sẽ cố gắng theo đúng lịch trình, nhưng mà cũng không nhất thiết là phải ibon. Mình sẽ điều chỉnh tùy theo thời điểm. Có những thời điểm vì cái môn học này hay có cái công việc này thì mình sẽ phải điều chỉnh một chút, nhưng mà trong khoảng thường nó sẽ là như vậy. Phương pháp thứ hai có nghĩa là trong 1 tuần hoặc 2 tuần chúng ta sẽ nhịn hoàn toàn trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Thì đây là một phương pháp của người Do Thái, nhưng mà họ chỉ có một ngày trong năm của họ thôi. Nghĩa là trong một năm 365 ngày thì họ có một ngày họ không ăn gì cả. Thì đây là một cái phương pháp của người Do Thái. Cụ thể đó là người Do Thái vào cái ngày Tết của họ, mà Tết của họ là Tết theo trăng á, cũng giống như kiểu Việt Nam mình là Tết theo trăng, nhưng mà của họ là tháng 9. Thì sau 10 ngày Tết đó họ sẽ có một ngày hoàn toàn là nhịn ăn. Đó là mày kể là của Do Thái. Còn bình thường thì mọi người sẽ nhịn ăn trong vòng 24 tiếng đồng hồ của 1 tuần hay là 2 tuần, tùy sự lựa chọn. Trong 24 tiếng đồng hồ không ăn gì hết. Phương pháp đó được gọi là eat, stop, eat, nghĩa là ăn, dừng, ăn. Dịch như vậy. Còn một phương pháp nữa thì được gọi một cái tên là 5-2, là 2 ngày không liên tục trong một tuần. Ví dụ như hôm nay chúng ta ăn thứ 2 đi, rồi thứ 6 rồi chúng ta lặp lại một lần, là 2 ngày trong một tuần chúng ta chỉ ăn từ 500 đến 600 calorie thôi. Đó, còn 5 ngày còn lại thì chúng ta ăn bình thường. Thì như trung bình thường là chúng ta ăn khoảng 2.000. Nhưng mà Mai thì Mai lại áp dụng như cái phương pháp Mai vừa chia sẻ với mọi người là 16-8. Vì sau này khi mà Mai đọc á, thì Mai thấy là đây là một cái phương pháp mà có cái hiệu ứng tích cực trên não bộ của chúng ta và giúp cho chúng ta sống lâu hơn. Và khi chúng ta ăn uống theo kiểu fasting như vậy thì cái nồng độ hormone chúng ta được thay đổi, hormone tăng trưởng, được gọi là tăng sinh nhiều hơn một cách chóng mặt, dẫn đến là chúng ta sẽ loại bỏ được rất là nhiều mỡ. Rồi tác dụng như là sửa chữa tế bào. Khi mà mình đói đó thì các tế bào khởi động lại cái việc sửa chữa. Và ngoài ra có một số những thay đổi về gen để giúp chúng ta chống lại bệnh tật và tăng tuổi thọ. Tóm lại đó, khi mà mình nhịn đói kiểu như vậy á, thì cái hormone tăng trưởng sẽ phát triển này, đồng thời insulin lại giảm xuống, và các tế bào cũng thay đổi để khởi xướng cái quá trình là sửa chữa tế bào. Khi mà mình ăn sớm như vậy,
rồi sau đó là mình cũng không có đi ngủ liền, ví dụ như mình ăn 6 giờ 7 giờ nhưng khi tiệc tùng thì cũng hơi trễ hơn tí, 7 giờ hơn thôi chứ cũng không đến 10 11 12 giờ. Rồi sau đó mình có đi lại, có vận động thì mình thấy rõ ràng là cái vùng bụng của mình nó được nhỏ hơn. Thậm chí là nhiều khi sau buổi tối đó mai mà rảnh một tí đi bộ sơ sơ nhẹ nhẹ chừng 30 phút nữa thì ngày hôm sau cái bụng nó rất là gọn. Còn nếu như mình ăn một bữa tối mà trễ rồi ăn rất là nhiều rồi sau đó mình đi ngủ thì mỡ nó được bám vào những cái thành bụng của mình, nó không kịp tiệm, nó không được tiêu hóa, thì ngày hôm sau mình thấy cái bụng của mình cũng rất là nặng nề. Mà mình thấy chỉ có một ngày như vậy, hai ngày mà chúng ta cứ kéo dài thì chúng ta thấy một cái tiến trình thay đổi như thế nào. Cũng có thể là cơ địa nữa, nhưng mà ba mai thì rất là gầy thon gọn, mẹ mai thì lại mập. Thành ra tùy có khi mình mà gen mẹ thì mình sẽ bị mập, theo gen ba thì khác. Nhưng mà mình áp dụng theo cái cách của mình, của Mai, thì Mai thấy là Mai ổn. Để tới bây giờ sức khỏe cũng rất là tốt. Đương nhiên thì mình cũng có những cái phương pháp chăm sóc nữa, chứ cũng không chỉ đơn giản chỉ là một cách ăn đâu. Đó là một cái phương pháp ăn, rồi còn phải ăn gì, chế độ luyện tập ra sao, dinh dưỡng như thế nào, rồi tinh thần, rồi điều trị, chăm sóc tại thẩm mỹ viện của mình như ra sao nữa. Thì tất tần tật nó là một cái combo, một cái gói cho mình một kết quả. Đương nhiên mỗi thứ một chút, chứ nếu như cơ thể của chúng ta mà chúng ta chỉ cần 4-5 thứ chăm, mà chúng ta chỉ chăm 2-3 thứ mà chúng ta bỏ một thứ cũng không đạt được hiệu quả. Thì may mắn là Mai áp dụng, có thể nó đúng với Mai. Nếu mà mọi người có áp dụng thì cũng có thể đọc thêm những tài liệu, tham khảo thêm. Chứ nếu như theo Mai hoàn toàn rồi mình đói quá, mình chịu không được, mình chóng mặt, thì lúc đó Mai cũng không biết làm sao nữa. Nhưng mà Mai cũng có cái mẹo, giả sử như mọi người đói quá, mọi người có thể uống sữa. Trong ngày của Mai á, thường ví dụ như là Mai sẽ ăn sáng vào lúc khoảng 9-10 giờ. Sáng thực ra mình dậy sớm hơn, mình làm công việc này công việc kia, rồi sau đó 9-10 giờ thì Mai sử dụng. Thường á là Mai sẽ hấp rau củ quả, những cái loại mà rau củ quả tốt, chẳng hạn như là cà rốt nè, khoai lang nè, khoai lang tím chẳng hạn, rất là tốt. Rồi súp lơ, cải xanh, nói chung là các loại rau củ quả Mai sẽ hấp. Và Mai sẽ hấp đơn giản lắm, Mai có một cái nồi hấp như thế này bằng mà hấp trong microwave. Đó, đây là microwave steamer, mọi người thấy là họ đã cho phép. Chứ còn nếu như bình thường nhựa hay là cái gì đó mình hấp microwave thì mình sợ. Nhưng mà cái này thì không có vấn đề gì hết. Và đơn giản là mình chỉ cho, nó có nhiều cái khay, nhiều cái ngăn. Nhưng mọi người thấy là nó có những cái ngăn ở đây. Mình cho rau củ quả ở đây, rồi mình cho nước. Mình cho nước vào đây, mình cho một ít thôi, chỉ cần độ chừng một ly bé bé thôi. Đó, mình cho rau củ quả rồi mình có thể mình hấp. Thì thường là mới hấp tự như rau lá thì chừng 5 phút thôi. Còn những cái củ mà mình 10 12 phút là được rồi. Nhưng mà nếu như muốn ăn mềm thì có thể là mình sẽ hấp thêm một tí. Đó, rồi mình có thể ăn với các loại sốt như sốt mè của Nhật rất là thơm, hay là mình ăn sốt marsala hoặc là những cái sốt Nga hoặc là sốt Ý. Nếu mà mình không muốn béo nhiều thì thôi thì mình chọn sốt dầu giấm thì cũng là ok. Rồi ngoài ra là mình có thể mình cho bên trên là những cái hạt lanh, rồi hạt chia mình rắc ở bên trên mình sử dụng, hoặc là hạt chia hoặc hạt lanh mình sẽ rắc vào cái sữa chua. Trong đây là có 20g protein nữa, mình rắc vô mình dùng. Rồi có thể là mình như Việt Nam mình thường thì mình thích thì Mai cũng sử dụng là trứng ốp la, rồi ăn với bánh mì đen còn nguyên hạt, thì cái đó là cái tốt. Lâu nay là Mai đã hạn chế không sử dụng cơm trắng, gạo trắng hay những cái thứ màu trắng, mà mình sử dụng là gạo lứt bánh mì đen đó. Thì những cái đó thì nó tốt cho sức khỏe. Thực ra ăn sáng với bữa trưa mới hơi gần, nhưng mà mình cũng sẽ không ăn nhiều, mình sẽ ăn vừa lại. Và buổi tối 5-6 giờ thì mình ăn nhiều. Bình thường nói chung mình cũng không kiêng khem, Mai thích ăn gì thì mới ăn cái đó, chứ mình kiêng khem mình sẽ bị ức chế. Ăn thoải mái, nhưng mà đương nhiên giả sử như món A cũng thích món B cũng thích, như món A là món hấp, món B lại là món chiên xào, thì thôi mình ưu tiên món A, nghĩa là cái nào tốt cho sức khỏe mình thì mình sẽ ưu tiên. Đương nhiên không phải là cái việc nhịn ăn 16-8, nhịn ăn gián đoạn như của Mai mà không có tác dụng phụ. Nó cũng có những cái khó khăn, ví dụ như nhiều khi tiệc tùng thì toàn 8-9 giờ tối mà đồ ăn ngon
thịt ngon bày trước mặt mình sao. Thì thôi lâu lâu mình cũng gọi là xả láng một tí, nhưng mà rồi sau đó thì mình lại trở về cái quy trình bình thường của mình. Hoặc là trong lúc cái quá trình mình ăn thì mình cũng lựa chọn, ví dụ như trên bàn vừa có thịt heo mỡ mình cũng thích, rồi một bên kia là rau cũng ngon, hay là tôm cũng ngon, hoặc là những cái cá cũng ngon, thì mình sẽ ưu tiên cá đầu tiên, cũng là đạm đi, thay vì thịt mỡ hay là những cái khẩu phần khác thì mình sẽ ưu tiên ăn cá trước đó. Hoặc là mình ăn súp canh thì như vậy của mình cũng sẽ cảm giác no, nhưng mà lại không có quá nhiều cái nó không tốt cho sức khỏe, hoặc là quá nhiều dầu mỡ, bởi vì mình đã ăn vào lúc 5 giờ, là bây giờ 8-9 giờ ăn nữa, thành ra mình ăn tới 4 bữa luôn. Như vậy thì lại nạp luôn một cái khẩu phần nó quá nhiều. Như vậy là video này thì Mai cũng chia sẻ cho mọi người hiểu hơn về cái nhịn ăn gián đoạn mà đang gọi là trào lưu hot bây giờ. Và Mai là người thật việc thật đã áp dụng cái phương pháp này cũng rất là lâu rồi. Nếu như mọi người có những cái câu hỏi hay là có những cái thắc mắc bắt đầu sẽ phải ăn như thế nào, hay là có những cái khó chịu gì thêm nữa mà mọi người nghĩ rằng là có thể xảy ra khi mà mình bắt đầu mình tập thử ăn gián đoạn, thì cứ comment cho Mai. Dựa trên những kinh nghiệm của mình thì Mai sẵn sàng chia sẻ cho tất cả cả nhà chúng ta. Nhưng mà Mai cũng nói rồi, thực ra đây là áp dụng với Mai thôi. Còn nếu như đối với mọi người thì cũng tùy vào sức khỏe, công việc của mình mà chúng ta sẽ có sự lựa chọn cho nó phù hợp, hoặc là chúng ta có thể tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi chúng ta quyết định một cái chế độ ăn uống như là Mai vừa mới chia sẻ. Một lần nữa xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm rồi theo dõi video. Nếu mọi người thấy hay thì đừng quên là subscribe để có thể nhận được những cái video tiếp theo mà sẽ chia sẻ dần dần cho cả nhà chúng ta những phương pháp chăm sóc sức khỏe, cũng như là những cái thông tin hữu ích mà Mai có được, để chúng ta sẽ cùng nhau có một sức khỏe tốt hơn, có một sức tốt hơn nhé. Xin chào cả nhà.